Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị khách quý, các bạn sinh viên thân mến. Với mục đích và ý nghĩa tiếp tục khơi dậy trong sinh viên tinh thần vượt khó vươn lên, đồng thời tạo cầu nối từ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân đến với các bạn sinh viên. Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2014, Chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình học bổng mang tên Ươm mầm trí tuệ lần thứ hai. Thông qua các hoạt động của chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương biết vươn lên trong cuộc sống, đồng thời hỗ trợ, khuyến khích, tạo niềm tin và đồng hành cùng sinh viên trên con đường biến ước mơ thành hiện thực. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thông qua chương trình trao lễ học bổng sáng hôm nay. Một, cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Quang Lâm. Hai, tuyên bố lý do. Ba, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Bốn, phát biểu khai mạc của ban tổ chức. Năm, giới thiệu về chương trình học bổng Ươm mầm trí tuệ, báo cáo tổng quan về học bổng Ươm mầm trí tuệ lần thứ nhất. Sáu, giao lưu và chia sẻ cùng các bạn sinh viên. Bảy, lời động viên và khuyến khích của Thượng tọa trụ trì. Tám, trao học bổng và quà. Chín, lời tri ân hứa hẹn đại diện của các bạn sinh viên. Mười, hồi hướng và bế mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Thiền Đức, các bạn sinh viên thân mến, đến chứng minh và tham dự buổi lễ ngày hôm nay, về phía ban tổ chức, chúng con xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì Chùa Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức chương trình ngày hôm nay. Đại Đức Thích Tâm Trung, phó trụ trì Chùa Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của các vị cấp cô độc là những Phật tử thuần thành của Chùa Hoằng Pháp, những người đã đứng sau và âm thầm hỗ trợ cho quỹ học bổng. Tuy nhiên, với tinh thần bố thí ba la mật, các vị luôn ủng hộ các hoạt động Phật sự của chùa, nhưng vì không muốn nêu danh tánh, vì thế chúng tôi cũng xin giới thiệu chung và chúng tôi cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh sự hiện diện của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và còn có sự góp mặt đông đủ của các bạn sinh viên trên mọi miền của đất nước cũng đến và phụ huynh của các em cũng về tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này. Xin hân hoan chào mừng chư Tôn Đức, các nhà hảo tâm và các bạn sinh viên của các trường đại học cao đẳng đã có mặt đông đủ. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng chư Tôn Đức, các vị khách quý và tất cả các bạn sinh viên đã về tham dự chương trình của chúng ta. Xin cảm ơn những tràng pháo tay vừa rồi của quý vị. Và để mở đầu cho buổi lễ trao học bổng Ươm mầm trí tuệ ngày hôm nay, chúng con xin được kính mời Thầy Thích Tâm Trung, Phó trụ trì Chùa Hoằng Pháp, Phó ban tổ chức buổi lễ lên phát biểu khai mạc chương trình. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức chương trình quỹ học bổng Ươm mầm trí tuệ, kính bạch quý Thầy, kính thưa quý hảo tâm, quý mạnh thường quân, các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên thân mến. Tuổi trẻ là một thế hệ mới tràn đầy nhiệt huyết, say mê và luôn ấp ủ rất nhiều những ước mơ, hoài bão. Ở bất kỳ đâu và trong mọi thời đại, thế hệ trẻ luôn là những người sẵn sàng cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực của mình cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong những người trẻ tuổi và năng động đó, sinh viên luôn đóng một vai trò to lớn. Họ là tương lai, là niềm hy vọng và tự hào của đất nước. Với tri thức và lòng nhiệt tình của mình, thế hệ sinh viên luôn khao khát được chung sức kề vai vào sự phát triển sự nghiệp của đất nước. Tuy nhiên, cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng, vì hoàn cảnh luôn đặt trước chúng ta những thử thách khó khăn. Không phải ai cũng được sinh ra và lớn lên trong những gia đình hạnh phúc. Chúng ta đã chứng kiến biết bao mảnh đời vất vả, cuộc sống đã không thật công bằng khi họ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn.
Những thiếu thốn về tinh thần và vật chất đã vô tình trở thành những gánh nặng đè trĩu lên những đôi vai bé nhỏ. Chúng tôi muốn nói đến ở đây những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang dò dẫm bước đi trên con đường tìm cầu tri thức. Các bạn đang ở cái tuổi mà người ta được quyền vô tư sống và học tập. Thế nhưng, các bạn đã phải vật lộn với cuộc sống vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Có bạn không còn cha mẹ hay cha mẹ nay ốm mai đau. Có em phải sống nhờ ông bà cô dì. Nhà thì hở trước trống sau. Tiền lo cho con, cái ăn, cái mặc còn chưa đủ, nói chi đến việc học hành. Nhiều bạn đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh để mưu sinh kiếm sống và trang trải cho việc học tập, từ chạy bàn, bán vé số, phụ hồ, làm thuê, vân vân. Nhưng vẫn không hề từ bỏ ước mơ để có được một ngày mai tươi sáng. Thật đáng trân trọng và khâm phục vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, những người bạn của chúng ta, những sinh viên trẻ tuổi vẫn không hề lùi bước. Họ đã và đang vượt lên những thách thức của cuộc sống để có được những thành tích đáng nể trong học tập cũng như trong công tác xã hội. Các bạn vẫn luôn miệt mài học tập dù cho những lo âu về cuộc sống, dù cho gia đình vẫn chưa hề vơi bớt khó khăn. Sẽ là một điều đáng tiếc nếu như một lý do nào đó các bạn không thể học tập, không thể theo đuổi ước mơ của mình. Đó là một sự thiệt thòi cho đất nước trên con đường sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững. Xuất phát từ thực tế đó, Chùa Hằng Pháp cùng các nhà hảo tâm, các vị cấp cô độc đã quyết định tổ chức chương trình học bổng mang tên Ươm Mầm Trí Tuệ dành cho các bạn sinh viên nhằm hỗ trợ cho các bạn trẻ học giỏi, có ý chí nghị lực, có thành tích cao trong học tập và thi cử. Nhưng vì nghèo khó mà không đến được giảng đường đại học. Các em sinh viên thân mến, học bổng mà các em nhận ngày hôm nay không chỉ có giá trị bằng tiền mà còn là lời gửi gắm của xã hội đến với các em. Mong rằng các em sẽ luôn học giỏi và sống sao cho xứng đáng với sự tôn trọng và yêu thương của mọi người dành cho các em hôm nay. Chúng tôi trao học bổng cho các em không với mong muốn là các em sẽ phục vụ hay cống hiến cho chúng tôi. Chỉ cần các bạn học tập tốt, trở thành những con người hữu ích, cống hiến cho xã hội, tiếp tục con đường thượng nguyện, giúp đỡ những người khó khăn, đó mới chính là những gì chúng tôi mong muốn. Chúng ta tự hào là một dân tộc hiếu học và biết chăm lo cho tương lai. Lời dạy của cổ nhân đã từng nói, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, đã đặt nền tảng cho những tư tưởng mang giá trị nhân văn sâu sắc và hun đúc nên những phẩm chất Việt Nam cao quý, đó là truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, chia ngọt sẻ bùi. Nhờ có truyền thống đó mà trải qua những thăng trầm của lịch sử, được đúc kết thành phương châm sống, tôn tạo và giữ gìn những trang sử bảo vệ hiện tại, chăm lo cho tương lai. Quý trọng người tài vừa là một nét đẹp nổi bật của văn hóa Việt Nam, vừa là cách tốt nhất để phát triển bền vững trong một xã hội có tầm nhìn. Thông qua hoạt động của mình, quỹ đã không chỉ giúp các em tìm thấy cơ hội vươn lên làm chủ tương lai, mà còn giúp các em hiểu sâu sắc những giá trị sống cơ bản mà con người cần phải có. Đó là sự chăm chỉ, tinh thần vị tha, tình yêu thương và trách nhiệm công dân. Những giá trị ấy cần phải được nhân rộng hơn nữa bằng các hành động của chúng ta. Chúng tôi muốn quý vị và chúng tôi sẽ cùng nhau chung tay nâng đỡ tương lai của chính chúng ta. Về phần mình, chúng tôi luôn mong muốn và nỗ lực hết mình để ngày càng có nhiều sinh viên được sự hỗ trợ từ quỹ. Và điều vinh hạnh cho chúng tôi là nhận được nhiều sự khích lệ từ phía cộng đồng dưới muôn vàn hình thức, bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng khích lệ lớn lao nhất đối với chúng tôi là sự thành đạt của những sinh viên mà quỹ sẽ bảo trợ trong suốt thời gian các em theo học.
Những thành tựu rõ ràng và quan trọng ấy là thành quả đẹp đẽ của sự chung tay nghĩa tình rộng lớn, được nuôi dưỡng bởi truyền thống thương người như thể thương thân của cộng đồng. Đó là khích lệ lớn đối với chúng tôi, thúc giục chúng tôi không ngừng làm cho quỹ ngày một lớn về quy mô, đa dạng về hình thức, khuyến học, khuyến tài, trở thành nơi mà thế hệ trẻ có thể tìm thấy một phần niềm hy vọng vào tương lai của họ. Chúng tôi chân thành tri ân các nhà hảo tâm cùng quý thiện nam tín nữ đã chung tay góp sức hỗ trợ cùng bổn tự tạo điều kiện cho chương trình mang tên Ươm Mầm Trí Tuệ. Kính chúc quý vị khách quý, các nhà hảo tâm, quý phụ huynh sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Thân chúc các bạn sinh viên học tốt, trở thành những sinh viên giỏi, những công dân ưu tú của đất nước. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị khách quý, các bạn sinh viên thân mến, hoang mang, lo lắng và buồn tủi là những tâm trạng chung của những ai đã từng trải qua cuộc sống khó khăn của đời sinh viên. Đôi khi có những giằng xé giữa việc nghỉ học để kiếm kế mưu sinh và tiếp tục đến trường. Thế nhưng, tiền đâu để đóng học phí, để chạy ăn từng bữa? Đó là câu hỏi chung của hầu hết các bạn sinh viên nghèo khi đặt chân đến giảng đường đại học. Thấu hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của các bạn sinh viên, Chùa Hoằng Pháp đã quyết định tổ chức chương trình học bổng mang tên Ươm Mầm Trí Tuệ. Mục tiêu rõ ràng, cụ thể, lâu dài của quỹ học bổng là tìm kiếm và trao học bổng cho những sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khắp mọi miền của đất nước. Qua đó, tiếp sức cho các em trên con đường lập nghiệp, giúp các em có đủ tự tin, hành trang bước vào đời và thực hiện ước mơ chính đáng của mình là học tập và cống hiến cho đất nước. Quỹ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận, với mong muốn chung tay góp sức cùng toàn xã hội trong sự nghiệp giáo dục trồng người, đồng thời phát huy hiệu quả của một chương trình an sinh đầy nhân bản. Sống trong cuộc sống đầy đủ, sung túc, đôi khi con người ta quên đi việc có những ước mơ. Nhưng đối với những hoàn cảnh mà Ươm Mầm Trí Tuệ đã tiếp xúc, thì ước mơ đối với các em là một điều xa xỉ. Các em chỉ ước mong sao được đi học, được như các bạn cùng trang lứa, và các em gọi đó là ước mơ. Ươm Mầm Trí Tuệ nhìn thấy khát khao được đến trường của các em và vô cùng cảm phục trước ý chí vươn lên ấy. Ươm Mầm Trí Tuệ tin chắc rằng ước mơ của các em sẽ còn nhiều hơn nữa, còn lớn lao hơn nữa. Các em sẽ là niềm hy vọng lớn lao của quê hương, gia đình và xã hội. Ươm Mầm Trí Tuệ muốn cùng các em nâng cánh cho ước mơ của chính các em trở thành hiện thực. Chính vì lý do đó, ngày 13 tháng 10 năm 2013, lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ nhất đã được diễn ra một cách trang trọng. Quỹ đã trao tặng 78 suất học bổng dành cho toàn sinh viên vừa thi đỗ vào các trường đại học và 100 suất dành cho sinh viên trong cả nước. Ngoài ra, quỹ còn cấp 37 suất khuyến học, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng. Với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 200 bạn sinh viên, giúp các bạn vượt qua được phần nào những khó khăn trong vấn đề đóng học phí. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các vị khách quý, Thượng tọa Thích Chân Tín có câu pháp ngữ: người có ý chí phi thường phải có sức chịu đựng phi thường mới làm được việc phi thường. Ngày hôm nay có mặt trong chương trình này là những bạn sinh viên đến từ mọi miền của đất nước. Trong các bạn có những mảnh đời khác nhau, những hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tụ chung lại, các bạn đã có một ý chí và sức chịu đựng phi thường, biết nỗ lực vươn lên trong hoàn cảnh éo le của mình, để một ngày không xa, các bạn cũng giống như những đóa sen, vươn mình lên trong nắng và tỏa đi khắp muôn nơi để cống hiến những gì mình đã được học, được đào luyện và giúp ích cho bản thân, gia đình và cho toàn xã hội. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần giao lưu và chia sẻ của các bạn sinh viên. Và vào giờ này, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì Chùa Hoằng Pháp, cùng lên phía trên sân khấu để chứng minh cho buổi giao lưu ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời hai bạn Trần Thị Noel, sinh viên Học viện Hàng không, và bạn Nguyễn Thị Như Ý, sinh viên Trường Lao động Xã hội, cùng lên sân khấu để giao lưu và chia sẻ.
Và cũng xin kính mời cô Oanh dì của bạn Như Ý cũng lên sân khấu trong ngày hôm nay ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chinh Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình ấm êm, hạnh phúc, có một đời sống vật chất đủ đầy. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng, có những người dám vượt lên trên hoàn cảnh, vượt lên trên số phận để thành công trên con đường học vấn và luôn hy vọng góp sức mình xây dựng cuộc đời tươi đẹp hơn. Bạn Như Ý của chúng ta là một con người như thế. Như Ý thân mến, người ta thường nói gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của mọi người. Thật bất hạnh thay khi trong mái ấm tình thương ấy, chúng ta lại thiếu đi tình cảm của cha và mẹ. Đầu tiên, bạn có thể chia sẻ cho chương trình cũng như tất cả những bạn ở đây được biết đôi nét về bản thân và hoàn cảnh gia đình của bạn. Xin mời bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức và các quý vị khán giả và các bạn sinh viên, thì đầu tiên cho em xin được phép nói về mình một chút ạ. Hiện nay em đang là sinh viên của trường Đại học Lao động Xã hội Cơ sở Việt Nam. Về hoàn cảnh của em thì từ khi em ra đời thì em đã không biết mặt bố của mình là ai. Bởi vì khi có em thì người bố đã không chấp nhận con của mình và bỏ đi. Sau đó thì khi em 2 tuổi, mẹ em cũng vì bố bỏ đi mà sốc và mắc bệnh tâm thần. Từ đó thì suốt 20 năm nay em sống cùng với dì. Dì đã làm mọi nghề nghiệp để có thể nuôi em ăn học. Đôi khi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Khi mà em lớn lên một chút thì hiện tại em đang vừa dịch phim và vừa tham gia dạy kèm để có thể trang trải việc học cũng như là phụ giúp đỡ cho dì một phần nào đó. Đối với em thì hình như thầy đã nói là nếu như một mái ấm mà không hoàn chỉnh thì là bất hạnh. Nhưng đối với em, dù mái ấm của em không hẳn là được như bao bạn bè khác, nhưng mà em vẫn cảm thấy nó có một hạnh phúc nhỏ nhoi, bởi vì được ở với dì và vẫn được cố gắng học tập, vẫn có thể tự mình trang trải để học tập. Mà dù gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng em vẫn cảm thấy đó là một hạnh phúc của mình ạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, với một hoàn cảnh khó khăn và éo le như thế, mà bạn Như Ý đã vượt qua mọi mặc cảm và hoàn thành thật tốt chương trình học từ cấp 1 đến cấp 3, rồi sau đó là đại học. Và ngay giây phút này đây, bạn đã hiện diện tại chương trình chúng ta để nhận học bổng của Ươm Mầm Trí Tuệ. Vậy bạn có thể chia sẻ với chương trình cùng tất cả quý thính giả cũng như các bạn ở đây được biết bạn đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào và đâu là động lực để bạn vươn lên trong học tập? Dạ thưa thầy, động lực em đã vượt qua khó khăn và động lực trong học tập là đầu tiên là bởi vì gia đình mình tự biết rằng mình nghèo nên em chỉ có cách học để có thể vượt lên được khó khăn. Ngoài ra nữa là bởi vì em có một người dì rất là tốt đã nuôi em từ khi em lọt lòng, thì dựa vào đó để không phụ lòng dì cũng như để thoát khỏi được hoàn cảnh khó khăn của chính bản thân mình thì em buộc phải cố gắng học tập thật tốt và có thể vươn lên được trong sau này. Thật là trong cái rủi thì có cái may. Tuy bạn không có cha và mẹ ở bên cạnh, nhưng bạn lại có một người dì hết sức là tốt bụng, người đã nuôi dưỡng, bao bọc và nâng đỡ bạn trong suốt 20 năm qua. Bạn đã thật sự may mắn hơn rất nhiều so với những hoàn cảnh khó khăn khác, những hoàn cảnh có cùng cảnh ngộ như bạn. Và trong ngày hôm nay thì dì của Như Ý cũng đang có mặt trước mặt quý thính giả. Xin chào cô Anh và xin cô Anh cho chúng tôi biết động lực nào đã giúp cô vươn lên trong những khó khăn để có thể nuôi dưỡng và giúp đỡ Như Ý để có được trong ngày hôm nay. Trước nhất là tôi xin chào thầy chủ trì, xin chào tất cả các vị hảo tâm, mạnh thường quân và xin chào tất cả các bạn sinh viên. Tôi xin nói một tí xíu về bản thân mình. Tôi tên Nguyễn Thị Oanh Oanh, năm nay tôi 58 tuổi. Trước kia tôi là giáo viên dạy môn văn của trường Văn Trung Lưu Phú Nhuận. Và tôi bắt đầu nghĩ khi đứa em của tôi sanh ra bé Như Ý. Cái động lực mà làm cho tôi thương bé Như Ý là trước nhất, cháu không có cha. Ngay từ lúc mà mẹ cháu mang thai 5 tháng,
Và đến lúc sanh cháu cũng không có cha. Coi như là sau khi sanh cháu Như Ý được 2 năm thì em tôi mắc bệnh trầm uất. Trầm uất rồi một ngày kia gặp một người đàn ông giống như chồng của mình, thì em tôi phát hoảng loạn lên chạy theo, và từ đó là phát ra bệnh tâm thần. Và hiện bây giờ mẹ của Như Ý là trên trại tâm thần Thủ Đức. Tôi thương Như Ý là bởi vì phải nói là 20 năm trải qua, phải nói rất khó khăn, vô cùng khổ cực. Nhớ lại những giai đoạn đó mà tôi phải nói là bây giờ tôi rất là hãnh diện khi tôi đã làm được những điều đó. 20 năm có những lúc mà hai má con tôi khổ khổ vô cùng, không có cơm ăn, không có áo mặc. Thậm chí tôi phải đi xin cơm của những đứa trẻ mà người ta giữ rẻ nuôi dư để cho cháu ăn. Và thậm chí là đến khi mà 5 tuổi cháu bị một cái cơn sốt do viêm họng là cháu suýt chết, nghĩa là cháu gần như trợn trắng lên luôn. Tôi rất là sợ điều đó, nhưng mà sau đó cháu vượt qua cái điều đó. Và trong cái khoảng thời gian mà từ lớp 1 cho đến lớp 5 phải nói là vô cùng cực khổ, nhiều lúc là tôi muốn cho cháu nghỉ học vì không có điều kiện. Thì cháu khóc, cháu nói với tôi rằng: mẹ ơi, chẳng thà mẹ cho con nhịn đói, nhưng mà mẹ đừng cho con nhịn học, con sẽ cố gắng con học. Và trong những cái lúc khổ cực thì đôi khi cháu cũng thường hỏi tôi câu như thế này: mẹ ơi, sao mấy bạn kia có cha mà con không có cha? Thì buộc lòng tôi phải kể cho cháu nghe sự thật về hoàn cảnh của cháu, là cha con như vậy đó, và bây giờ khiến cho mẹ con bệnh như vậy đó, thì con có nên có cha hay không? Thì cháu với tôi rằng: mẹ ơi, con sẽ quyết tâm, con cố gắng, con học thật giỏi để con mang thật nhiều tiền cho mẹ, để lo cho mẹ và chữa bệnh cho mẹ con. Phải nói là trải qua rất nhiều năm cháu học lớp 5, không có cơm ăn, tôi xin cơm cho cháu ăn. Năm lớp 5 cháu đã làm gia sư dạy kèm, nhận hai đứa bạn của mình dạy môn toán để thi vào lớp 6. Và khi vào trường cấp 2 Phan Tây Hồ, cháu học rất giỏi, phải nói là rất tuyệt vời. Từ lớp 1 cho đến cấp 2 cháu đều nằm trong hạng nhất đến hạng 3. Đến nỗi thầy cô giáo đều thương cháu, mà đến bây giờ cháu đã rời khỏi trường cấp 2 20 tháng 11 cô hiệu trưởng vẫn đích thân mời cháu về với danh nghĩa là học sinh danh dự đó. Phải nói là rất nhiều cái mà nếu tôi kể thì sẽ không có thời gian. Đó là cái động lực mà tôi yêu cháu, tôi thương cháu. Bởi vì cháu ngoài cái cuộc sống khó khăn, cháu là một đứa hiểu biết, sống rất có tình người, rất có cái tâm. Và phải nói là cháu sống rất có chiều sâu. Khi vào cấp 3 trường Nguyễn Công Trứ, khi vào đậu số báo danh của cháu là 991, muốn vào thì phải đóng 400.000. Mà trường không thông báo, tôi không có tiền để đóng 400.000, tại vì ở nhà thuê mà. Thì lúc đó tôi phải ngồi để chờ thầy hiệu trưởng năn nỉ thầy cho trả góp để cháu được nhận hồ sơ vào học trường Nguyễn Công Trứ. Thì thầy hiệu phó mới thấy như vậy, thầy hiệu phó cho 400 để đóng. Và một giáo viên cho cháu một bộ áo dài đầu tiên để cháu học trường Nguyễn Công Trứ. Thì khi vào trường Nguyễn Công Trứ, cháu được nhận một suất học bổng là 3 năm, không phải đóng học phí. Chỉ là học thôi, học phí là nhà trường sẽ lấy cái tiền đó mà hỗ trợ cho cháu, còn những cái linh tinh thì mình phải chịu. Và tôi ở nhà thuê cũng rất là vất vả, không có tiền trả, không có tiền trả nhà. Thì người ta đuổi mình ra. Tôi đã đến, có lúc tôi đã đến chùa Triêm Phước và chùa Phổ Minh ở Gò Vấp để vô xin thầy cho được ở và dạy học để cho cháu có cái chỗ ở, nhưng mà không được nhận bởi vì chùa không có điều kiện đó. Cuối cùng cũng vượt qua hết tất cả. Thì năm cháu thi đỗ tốt nghiệp lớp 12, ra khỏi 12 cháu đã nhận dạy kèm lớp 12, và cháu dạy rất tuyệt vời. Nếu quý vị mà có chứng kiến thì cháu dạy rất là giỏi. Một cái đứa học sinh mà học sinh lớp thường xuyên lớp 12 thôi, phải nói là không có mất căn bản hết, và cháu đã giúp cái đứa bạn đó vào trong được trường cao đẳng. Phải nói tóm lại là đối với cháu Như Ý, tôi thương cháu hơn bản thân mình, bởi vì cháu sống rất có tâm, có hiểu biết, hiếu thảo, học giỏi. Và động lực thứ hai giúp cho tôi đó là em tôi.
Mỗi lần lên trại tâm thần, tôi thấy em rồi, phải nói tiều tụy. Khi mà tỉnh thì sẽ nói với tôi câu: chị ơi, chị cho em về đi, ở trên này em sợ quá. Nhưng tôi không cho em về được, bởi vì tôi ở nhà mướn, phải chạy ăn từng bữa, cuộc sống không ổn định. Và ở nhà mướn người ta không cho đem người tâm thần về. Điểm thứ hai, khi mà em tôi bị động kinh lên gặp em tôi, thì em tôi không còn nhìn ra tôi là chị, và cũng không còn nhìn ra con mình nữa, chỉ vì sốc tình cảm thôi. Đó, chính vì những cái điều đó tôi luôn luôn rai rứt, và luôn luôn tôi suy nghĩ rằng mọi cách, dù có đi ăn xin ăn mài, dù có như thế nào, cũng phải cho con mình học để thoát khỏi cái nghèo. Và cháu ý quyết tâm học để sau này có điều kiện sẽ giúp đỡ, chia sẻ lại những người cũng cùng khổ với mình, bởi vì tôi cũng đã trải qua 20 năm khổ rồi. Đó là tất cả những gì mà hôm nay tôi xin chia sẻ cùng các thầy, quý vị và các bạn sinh viên. Xin cảm ơn phần chia sẻ của cô Oanh. Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của cô dành cho Như Ý và người em của cô. Và có lẽ sự thành công của Như Ý trong hiện tại cũng như trong tương lai sẽ có sự đóng góp to lớn của cô. Xin cảm ơn cô và Như Ý rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn làm quen với bạn Noel. Noel sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế tương đối đủ ăn, đủ mặc. Thế nhưng, vào năm bạn học lớp 6 thì một biến cố đã xảy ra cho gia đình. Trụ cột chính trong gia đình là ba bạn đã mắc phải bệnh ung thư. Sức khỏe của ba bạn ngày càng yếu dần. Gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi phải than thuốc cho ba bạn. Thế nhưng, mọi nỗ lực dường như vô vọng, và cuối cùng ba bạn đã ra đi vĩnh viễn, để lại một khoản nợ khổng lồ cho gia đình. Đứng trước những khó khăn như thế, bạn vẫn tiếp tục nuôi ba chị em ăn học. Năm bạn đậu vào đại học thì bạn tiếp tục nhận được một hung tin là mẹ bạn lại mắc phải bệnh ung thư. Bao nhiêu điều bất hạnh cứ xảy ra như vậy, nhưng bạn vẫn nỗ lực cố gắng để học rất giỏi. Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết những mất mát và khó khăn như thế thì bạn đã vượt qua như thế nào? Đầu tiên con xin kính chào các thầy, các quý mạnh thường quân, các quý phụ huynh và các bạn. Con tên là Trần Thị Noel, con đang là sinh viên năm 3 của Học viện Hàng không Việt Nam. May mắn hơn bạn Như Ý thì con có cả bố và mẹ. Bố làm xây dựng, mẹ buôn bán nhỏ, thì cuộc sống cũng không khá giả nhưng đủ ăn đủ mặc. Có lẽ mọi thứ cứ êm đềm trôi cho đến khi cả ba và mẹ lần lượt bị bệnh. Ba con mất cách đây 7 năm sau 4 năm điều trị bệnh ung thư. Cách đây 3 năm đúng vào lúc con nhận được tin là đỗ vào Học viện Hàng không Việt Nam thì mẹ cũng được bệnh viện kết luận là bị ung thư máu. Từ lúc đậu đại học thì có lẽ mọi gánh nặng là dồn hết lên vai mẹ, vì không có ai phụ giúp, rồi tất cả ba chị em đều đi học. Nhưng mà dù khó khăn mấy thì mẹ vẫn vượt lên tất cả, mẹ vẫn quyết tâm cho ba chị em được đến trường. Đến bây giờ thì sức khỏe mẹ rất là yếu. Ngày mùng 1 Tết thì mẹ phải nhập viện để cấp cứu. Cho nên tất cả những thành tích học tập và hoạt động xã hội ngày hôm nay em có, cũng như cơ hội để ngồi đây chia sẻ với các bạn, cũng là từ mẹ. Chính vì vậy động lực lớn nhất của em đó chính là mẹ, người luôn vất vả tảo tần một mình để cho em được đến trường. Cho nên dù khó khăn mấy, vất vả mấy thì chỉ cần nghĩ đến mẹ thì mọi chuyện đều có thể làm được. Xin cảm ơn phần chia sẻ của bạn. Và trong thời gian tới thì bạn đã có chuẩn bị những kế hoạch và phương hướng gì hay chưa? Bạn có thể chia sẻ với chương trình cũng như quý các bạn sinh viên ở đây được biết không? Dạ vâng ạ. Cũng như tất cả các bạn thì chắc hẳn ai cũng có một kế hoạch định và kế hoạch tương lai cho mình. Và con cũng thế. Kế hoạch trước mắt thì con sẽ cố gắng học tập thật tốt, để thứ nhất là kiếm học bổng ở trường
để cho mẹ đỡ vất vả. Và kế hoạch lâu dài thì con sẽ cố gắng trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm cũng như khả năng chuyên môn để có thể trở thành một nhà quản trị doanh nghiệp giỏi trong tương lai. Xin cảm ơn hai bạn cũng như là cô Anh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng xin chúc cho hai bạn sẽ thành công trên đường đời phía trước. Vừa rồi là những lời chia sẻ hết sức chân thành của hai bạn sinh viên đại diện cho các bạn đạt được học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ ngày hôm nay. Và chúng tôi biết còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn như thế nữa. Các bạn sinh viên thân mến, mỗi người là một con thuyền trên biển đời, phải chấp nhận sóng to gió lớn. Có sóng to và sóng lớn thì chúng ta mới vững tay chèo. Có vượt qua biển đời giông tố thì con đường thành công của chúng ta mới rộng mở thênh thang. Thay mặt cho chương trình, chúng tôi mượn 4 câu thơ của Thượng Thọa trụ trì ở đây để nhắn gửi đến tất cả các bạn. Hãy sống như hoa, dù sự sống ngắn ngủi, nhưng hoa đã tỏa hương và làm đẹp cho cuộc đời này. Và để khích lệ tinh thần cũng như khuyến khích các bạn, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tín, trưởng ban tổ chức của chương trình học bổng, có đôi lời động viên sách tấn các bạn trên con đường học tập. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng hiện diện. Kính thưa quý Phật tử, các nhà cấp cô độc, kính thưa các bạn sinh viên thân mến, hôm nay ngày 30 tháng 3 2014 tại chùa Hoằng Pháp tổ chức trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ 2 cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt ban tổ chức, trước hết xin tri ân đến các Phật tử, các nhà cấp cô độc đã ủng hộ chương trình, đồng thời cũng hết sức là tán thán tinh thần học tập của các bạn sinh viên có mặt hôm nay. Tuy các bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng biết vươn lên để học tập, để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Các bạn thân mến, Đức Phật có dạy tất cả chúng ta, tuy có những cái khổ, cái khó, thế nhưng xét lại, các bạn là những người rất là có phước, được sinh ra làm người, được có đầy đủ lục căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đầy đủ. Có những người sinh ra có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe được, có miệng mà không nói, có chân tay mà không sử dụng được, có đầu óc mà lại không suy nghĩ được. Chúng ta tuy có một chút cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng so với những người đó, chúng ta là những người rất may mắn. Chúng ta còn có cơ hội được học tập, được vươn lên trong cuộc sống. Bởi cuộc sống của chúng ta, mỗi người như là một con thuyền ở trên đại dương. Và chắc chắn không phải lúc nào cũng gió lặng sóng yên, đôi khi cũng có gió to sóng lớn. Và người hoa tiêu giỏi là người biết chống chèo để vượt qua những phong ba bão táp để đến được cái bờ hy vọng. Thông thường thì chúng ta thấy muối thì mặn, nhưng mà có đôi lúc đó, muối cũng tạo nên được cái sự ngọt. Nếu nồi canh mà không có muối thì cũng không được ngon. Trong cuộc sống của chúng ta, nó phải có những cái khó khăn gian khổ. Chính cái khó khăn gian khổ đó làm cho cuộc đời của mình nó lại càng thêm thú vị, càng thêm
đẹp mà thêm nhiều cái kỷ niệm. Tất cả những người ở trên thế giới này, những vĩ nhân đều là những con người trải qua rất nhiều những khó khăn thử thách. Không ai thành công một cách suôn sẻ mà được mọi người kính trọng quý mến. Một khúc cây, nếu khúc cây đó được đục đẽo và trở thành một pho tượng, khi trở thành một pho tượng thì được người ta tôn thờ, lễ bái, kính trọng và trở nên có giá trị. Còn một khúc cây chỉ là khúc cây thì khúc cây đó chỉ đem vào lò đốt thôi, không có giá trị gì hết. Võ Đình Cường trong cuốn Thử Hòa Điệu Sống có câu nói rất là hay: tìm lý tưởng không khó mấy, khó nhất là giữ vững lý tưởng của mình. Nhiều người sau vài trận thất bại bỗng quay lái thuyền đời. Họ không ngờ rằng ở đây cũng như ở mọi trường khác, kiên trí vẫn là mẹ đẻ của thành công. Trên đường lý tưởng không phải lúc nào cũng có hoa và bướm, nhưng đừng vội thấy những đoạn đường gai góc khó đi mà vội rẽ sang cái lối khác đang dâng bày cho ta cái hào nhoáng nhất thời. Ta cứ quyết đi theo đường của ta đi, rồi sớm hay muộn cũng có ngày đến đích. Em à, sóng triều dào dạt, mỗi ngày hai bụi xuống lên. Kẻ thấp chí bạc tài thì theo nó mà ra vào sông bến cũ. Còn người tài cao chí cả, dù cho sóng gió tơi bời, cũng ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động ấy rồi, thuận gió nông buồm sẽ đẩy vuốt thuyền ta đến những cánh trời mới lạ. Chúng ta là những người có đầy đủ cái phước, cho nên hôm nay chúng ta mới bước vào con đường đại học. Và tương lai của đất nước là tùy thuộc ở các bạn. Một đất nước có phát triển hay không là do thế hệ trẻ. Trong tương lai, chính các bạn là chủ của đất nước, chủ của xã hội và chủ của gia đình. Hay hơn nữa là chúng ta là chủ của bản thân. Đối với đạo Phật, làm chủ một người khác tuy là hay nhưng mà không bằng làm chủ được chính mình. Đức Phật thường nói thắng được thiên binh vạn tướng chưa phải là chiến công oanh liệt, thắng được lòng mình mới thật là chiến công oanh liệt nhất. Người thắng được lòng mình là người thành công, thành công trên mọi lĩnh vực. Chúng ta biết làm chủ lấy mình thì chúng ta sẽ thành công. Các bạn hôm nay, tuy rằng chúng ta có gặp một chút khó khăn, thế nhưng chính cái khó khăn đó lại là những cái bước để chúng ta có thể đi lên. Đồng thời khó khăn đó cũng chính là cái vực thẳm cho những người có ý chí bạc nhược. Ở trong cuộc sống, chúng ta không nên để cái ý chí của mình bạc nhược, và phải quyết làm thế nào đó đạt được cái ước mơ, cái sự thành công. Thì ngoài những cái ước mơ và cái ý chí đó, đòi hỏi con người chúng ta nó phải có cái sự kiên trì, nhẫn nại. Như vừa nãy cô ở đây cũng có nói, thiếu cái đức tính đó thì chúng ta không thể thành công, dù trên bất cứ lĩnh vực nào. Ngay như đối với các thầy đi tu cũng vậy, thiếu kiên trì, thiếu nhẫn nại cũng không thành công. Các bạn đi học cũng thế, thiếu kiên trì, thiếu nhẫn nại cũng không thể thành công. Chúng ta phải vượt lên, dù có phong ba bão táp, thì đó mới là những cái người giỏi. Ngày xưa đó có câu chuyện là Tôn Tẫn đi học đạo với ông thầy tên là Quý Cốc.
Một thời gian sau thì anh ta học thua cái người bạn là Bàng Quyên, cho nên chán nản mới đi xuống núi. Trên đường xuống núi gặp một ông già đang đục đá núi. Anh ta mới hỏi: dạ thưa cụ, cụ đục đá để làm gì? Ông già nói: nhà của tôi á, mỗi lần đi ra chợ phải đi vòng cái núi này xa quá, tôi muốn đục xuyên cái núi này qua để đi cho nó gần. Anh này nói: cụ đã già rồi, núi thì đá cứng, làm sao mà cụ có thể đục nổi. Ông già này tay vừa đục miệng vừa nói: đá cứng nhưng mà trí ta còn cứng hơn. Anh này nghe ông già nói tự nhiên mình cũng cảm thấy hổ thẹn và tiếp tục đi xuống núi. Lúc đó gặp một bà già cầm cây sắt đang mài. Anh ta đến hỏi: thưa cụ, cụ mài sắt làm gì vậy? Và cụ nói: ta mài sắt để làm kim. Anh ta nói: cây sắt này mà cụ mài làm kim, tại sao cụ không đi mua cho nó khỏe? Cụ nói: tôi không có tiền, đường cũng xa. Thì anh nói: vậy cụ mài biết chừng nào mới thành kim? Và cụ nói: có công mài sắt có ngày nên kim. Sau khi nghe hai người, một ông già một bà già nói như vậy, thế là anh ta quay trở lại núi học và sau này là thành tài. Thì qua câu chuyện đó để cho các bạn thấy đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Không có việc gì khó cả nếu chúng ta có ý chí, có nghị lực là chúng ta thành công. Thì hôm nay chùa Hoằng Pháp kết hợp với các Phật tử, các nhà cấp cô độc tổ chức cái chương trình học bẩm ươm mầm trí tuệ nhằm giúp sức với các bạn trong việc học tập. Và với tấm lòng của quý thầy với của quý Phật tử nơi đây, cũng rất mong muốn các bạn với số tiền mặc dù không đáng là bao nhiêu, nhưng đó là tấm lòng của quý thầy, của quý Phật tử, các nhà cấp cô độc đã nghĩ đến các bạn, mong muốn cho các bạn vượt qua một chút khó khăn trong việc học để thành tựu cái mục đích lý tưởng của mình. Và điều mà chương trình mong muốn là các bạn sẽ sử dụng xứng đáng cái số tiền này trong việc học tập để thành tựu được mục đích lý tưởng, trước nhất là cho bản thân mình, sau đó là cho gia đình, rồi cho xã hội. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả quý Phật tử, các nhà cấp cô độc có mặt cũng như không có mặt hôm nay đã ủng hộ chương trình, và cũng chúc các bạn sinh viên được thành công trong học tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân những lời động viên, khuyến khích của Thượng tọa, trưởng ban tổ chức. Hy vọng với những lời sách tấn vừa rồi đã tiếp thêm niềm tin, tạo thêm động lực và sự hứng khởi để các bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và thành công trên đường học thức, cũng như hoàn thiện nhân cách và đạo đức trên con đường đời phía trước, và góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Giờ này chúng con cũng xin cung thỉnh Thượng tọa trao học bổng và quà cho hai bạn để khích lệ các bạn cố gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị khách quý, các bạn sinh viên thân mến, tiếp theo chương trình là phần đặc biệt quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay,
đó là phần trao học bổng và quà cho các bạn sinh viên, những gương mặt ưu tú đã khắc phục mọi khó khăn và thử thách để vươn lên trong học cuộc sống cũng như có những thành tích cao trong học tập. Sau đây, chúng tôi xin kính mời các bạn sinh viên xuất sắc đại diện cho tất cả các bạn sinh viên nhận học bổng đợt này từ 32 trường đại học trong cả nước. Xin mời các bạn nhanh chóng bước chân lên sân khấu. Đây là những gương mặt tiêu biểu nhất của các trường đại học, những người đã đại diện cho các bạn sinh viên ở đây để lên nhận học bổng của chương trình. Để có được phần học bổng này, các bạn cũng đã nỗ lực hết sức mình để vượt qua những khó khăn và thử thách, và đây là những phần thưởng rất xứng đáng để dành cho các bạn. Và sau đây, để thay đổi không khí của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến thưởng thức một ca khúc Một Ước Mơ, nhạc và lời Bảo Thạch qua phần trình diễn của ca sĩ Mai Phương. Dạ, lời đầu tiên cho phép Mai Phương được gửi một lời chào đến các thầy, các cô chú, các anh chị và đặc biệt là các bạn sinh viên đã có những thành tích thật tốt trong học tập trong thời gian vừa qua. Một lời chào buổi sáng thật nhiều niềm vui và thật hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Phương muốn chia sẻ một điều là trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều những ước mơ khác nhau, ước mơ thành đạt, ước mơ danh vọng, ước mơ hạnh phúc. Nhưng mà ngày hôm nay thì cho phép Mai Phương được chia sẻ một ước mơ rất là dễ thương của một cô gái nhỏ. Và ước mơ này Phương hy vọng rằng là sẽ nhận được sự đồng cảm của tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Một Ước Mơ của nhạc sĩ Bảo Thạch.
trong con là được trở về lại năm tháng bên những yêu thương như lúc trước, được che chở với giấc ngủ ngon, được hạnh phúc có cha có mẹ, được yêu thương và được chăm sóc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách, các bạn sinh viên thân mến, để tỏ lòng tri ân đối với ban tổ chức và các nhà cấp cô độc đã giúp đỡ tạo điều kiện trong việc học tập của mình, sau đây chúng tôi xin mời bạn Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Sài Gòn, sẽ đại diện cho các bạn sinh viên có đôi lời tri ân và hứa hẹn. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa Thích Chân Tín, chủ trì chùa Hằng Pháp. Kính bạch chư tôn đức trong bổn tự. Kính thưa quý vị khách quý, các nhà hảo tâm, quý phụ huynh cùng toàn thể tất cả các bạn sinh viên về tham dự lễ trao học bổng ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Thị Thúy Kiều, hiện con đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui và vinh dự khi được thay mặt tất cả các bạn sinh viên về tham dự lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần 2 của chùa Hằng Pháp trao tặng, bày tỏ những suy nghĩ, những cảm xúc trong giờ phút đầy ý nghĩa này. Lời đầu tiên cho con được kính gửi đến thượng tọa chủ trì, chư tôn đức, quý vị khách quý, các nhà hảo tâm, quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe, vạn sự kiết tường như ý, kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý liệt vị, trong cuộc sống của mỗi con người, ai cũng có những ước mơ và những hoài bão riêng. Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể của bản thân mà việc thực hiện ước mơ đó có được hay không. Đa số chúng con đều là con nông dân nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, điều kiện học tập của chúng con còn rất nhiều thiếu thốn. Nhiều bạn rơi vào hoàn cảnh mồ côi, chịu nhiều bất hạnh, còn công việc học tập, rèn luyện có khác nào một cuộc chiến gian nan. Chúng con như những người chiến sĩ nhỏ phải vượt qua những khó khăn, thử thách, đánh bại sự dốt nát, vươn tới những đỉnh cao tri thức, đẩy lùi thói hư tật xấu, hướng tới sự hoàn thiện nhân cách. Trên con đường đầy chông gai ấy, nhiều lúc chúng con cảm thấy bi quan trước cuộc sống. Nhưng có một câu nói như vậy, cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ thì cửa sẽ mở. Và cánh cửa để bước tiếp vào cuộc đời của con cũng như những bạn cùng hoàn cảnh hôm nay đã mở ra khi hay tin mình nhận được phần học bổng của chùa Hằng Pháp trao tặng. Khi con nhận được cuộc điện thoại từ quý chùa thông báo con nhận được suất học bổng này, con đã rất vui mừng và cảm động. Con mừng vì những nỗ lực học tập của con đã được mọi người công nhận. Con mừng vì học phần học bổng này sẽ đỡ đần được phần nào gánh nặng trên đôi vai của mẹ con. Và con mừng vì xã hội này vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Con mong sẽ ngày càng có nhiều những quỹ học bổng như thế này để giúp đỡ những bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập. Phần học bổng này sẽ phần nào tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho con và hơn 200 bạn còn lại chạm gần hơn đến ước mơ của mình. Trước tiên con xin thay mặt cho hơn 200 bạn sinh viên có mặt tại giảng đường chính ngày hôm nay gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thượng tọa chủ trì, chư tôn đức trong bổn tự và các nhà hảo tâm cùng quý thiện nam tín nữ đã chung tay góp sức gây tạo nên quỹ học bổng và nó đã tạo điều kiện cho chúng con có thêm động lực để tiếp tục với con đường học vấn.
sẽ ít có một hai hiểu được rằng niềm hạnh phúc lớn nhất đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng con, đó là có một điều kỳ diệu giúp chúng con vượt qua được sự khó khăn hiện tại mà tiếp tục việc học tập. Những phần quà học bổng này rất có ý nghĩa đối với chúng con. Tuy rằng số tiền học bổng không lớn, chỉ là giá trị học phí của một học kỳ, nhưng nó phần nào giúp đỡ chúng con được gánh nặng cho gia đình, nơi mà ba mẹ phải hằng ngày làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng để nuôi con mình ăn học đến nơi đến chốn. Niềm hạnh phúc vinh dự lớn lao trong giờ phút này trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho chúng con trong chặng đường tương lai. Trong những năm học tới, chúng con xin hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện tốt hơn nữa để trở thành những người công dân tốt trong tương lai, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, và nhất là không phụ lòng kỳ vọng của quý thầy, quý thiện nam tín nữ Phật tử đã giúp đỡ chúng con. Ngoài ra, chúng con sẽ tiếp tục thực hiện các việc làm từ thiện, các công tác xã hội, cũng như giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, để một phần nào đó chia sẻ sự cô đơn với họ, để họ thấy rằng cuộc đời này vẫn còn rất ý nghĩa. Trước khi ngừng lời một lần nữa, con xin chúc quý thầy, quý vị khách quý, các nhà hảo tâm, quý phụ huynh được dồi dào sức khỏe, chúc cho quỹ học bổng ngày càng lớn mạnh để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, để cho những bạn như chúng con có điều kiện tiến xa hơn trên con đường học vấn. Chúc cho các bạn sinh viên sức khỏe, thành công trong học tập và trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều phần tri ân vừa rồi của bạn. Và giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin mời quý vị cấp cô độc hiện diện trong buổi lễ sáng hôm nay hoan hỷ lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ thượng tọa trụ trì. Xin chân thành gửi tặng những bó hoa tươi thắm này đến với các vị cấp cô độc, thay cho lời tri ân chân thành nhất của ban tổ chức, cũng như lòng biết ơn sâu sắc nhất của toàn thể các bạn sinh viên, xin được gửi đến quý vị. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một bài hát mang tên Nơi Đó Có Con Đường, nhạc và lời Nguyễn Hoài Anh qua sự trình bày của ca sĩ Vũ Minh Trí. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng đến với ca sĩ. Vâng, lời đầu tiên cho con xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến các quý thầy Chùa Hoàng Pháp cùng toàn thể các bạn sinh viên có trong chương trình lễ trao học bổng ươm mầm ước mơ ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con là Vũ Minh Trí, con là hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và để đến với chương trình lễ trao học bổng ngày hôm nay, một ca khúc này như một lời nhắn nhủ của con đến tất cả các bạn sinh viên, một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Ca khúc Nơi Đó Có Con Đường, xin quý thầy cùng các bạn nghe. Trời sinh ra người ta hơn thua phải đâu số phận, nào ai biết trước cuộc đời sẽ đưa ta về đâu. Bàn tay duyên số ngay trong tay mình, hãy nắm lấy cuộc đời mình, đừng bao giờ buông xuôi. Khi mất mát, khi đắng cay, khi khốn khó về đời ta, khi bê tắc không tìm đường lối thoát, ta thường yếu đuối, có phải như vậy không? Dấu chấm hết cho đời ta, có phải như vậy là kết thúc, như vậy là trốn tránh? Ngước mắt nhìn lên đi, đừng làm thế nhát, dòng bao nào rồi cũng sẽ qua, ai cũng phải có lung vấp ngã để biết hỏng cách bước đi, vượt qua những nỗi đau chính là cách mà cuộc sống giúp ta trưởng thành. Sai lầm
Phật dạy ta cách lương khôn. Đừng giận, đừng hờn, đừng oán trách. Con tim không để chứa những nỗi đau. Hơn thua nhau khi ta vươn lên cứng cáp chiến thắng được chính bản thân. Bỏ sau lưng những sai lầm quá khứ làm lại cuộc đời. Chỉ cần ta còn niềm tin vào cuộc sống vào ngày mai. Sau đây xin kính mời Phật tử Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Kim Oanh, tỉnh Bình Dương sẽ lên trên đây có vài điều chia sẻ đến tất cả các bạn sinh viên trong chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, quý nhà hảo tâm cùng các em học sinh thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng để đến đây để tham dự chương trình này. Và ngày hôm nay đến đây, cùng tôi xin giới thiệu tôi Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty, cùng ông xã là Nguyễn Thuần và đứa con thứ ba. Điều mong muốn nhất ngày hôm nay, lời đầu tiên xin cho tôi xin chúc quý thầy, quý Phật tử có mặt hôm nay và các em học sinh một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Các em học sinh thân mến, người ta nói nếu không có cái gì vượt qua bằng cái sự cố gắng và không ngại khó khăn. Hôm nay được duyên đến đây thì đúng ra tôi cũng không có cái cơ hội để chia sẻ, nhưng thầy dạy thì chia sẻ này quý vị lắng nghe một cái tuổi thơ của học sinh của cô Kim Oanh. Đối với tuổi thơ của tôi, đi học từ lớp 1 đến lớp 5 là phải bước đi bộ 7 cây số. Nhà nghèo, 10 anh em, mình là con út. Thì gia đình á đã phải chỉ có chồng, có vợ, còn mình thì em út, nhưng vừa làm ruộng, vừa làm nông, vừa trồng và gánh những cái nhỏ mà gánh những cái vai trên vai hàng ngày để đi chợ kiếm sống để một ngày một nuôi được. Mong muốn rằng chỉ làm sao ngày có một lon gạo để nấu cháo để cho bố bệnh. Và cái việc học hành, các bạn biết rằng học bằng bút chì. Muốn xin được một bút bơm mực á, thì phải làm toán giúp các bạn để xin được một bút mực.
Và cái sự học hành như vậy, thậm chí có những lúc đói và xịu tại trường, một ngày đi về là 10 cây, 12 số đi đường bộ, nhưng không ngại khó khăn. Và được học sinh giỏi nhất trường, nhưng cũng không được duyên để cấp sách tại trường như các bạn vì lý do nhà nghèo. Và một tuần đi học được có 4 buổi, 3 buổi, thời gian còn lại phải làm gia đình. Và mỗi lần đi học là làm hết việc mới chạy tới trường, khi nào cũng chậm tới 20 phút và 30 phút. Thì cái cực khổ đó, thậm chí tự ái nhất là không có áo quần để mặc, chỉ một bộ áo quần 4 năm. Mà áo quần bà chị ruột phải mua một cái áo dài về cắt bằng tay, may bằng tay để học. Các bạn biết học từ lớp 4, lớp 5, lớp 6, đầu lớp 6 cũng một bộ đồ. Và xin lỗi các bạn, một tối về ngủ là phải mặc cái choàng cái để ngủ, choàng cái vải che thân. Nói chung không khỏi là vải nè, mà cái viếng voan thôi. Thì cái cuộc học như vậy, khi nó vã rách thì phải màng trước, phải vã lại tiếp hai bước, hai miếng trước đi học. Nhưng được học sinh giỏi thì hay đi được trường tuyên dương, đi họp, đi hồi chương trình, nhưng không có áo quần để mặc. Và cái từ ai đó vẫn cố gắng để học. Nhưng một lần nọ đi mượn bộ đồ của bạn để học đi dự chương trình, rất mừng khi mặc bộ đồ vô, cũng mong muốn rằng làm sao mình có được bộ đồ đó. Lần thứ hai cũng tiếp tục đi dự chương trình thì mặc bộ đồ như vậy, thì mẹ của bạn á, nói chung là nói những câu rất buồn. Thành những cái tự ái đó, xin lỗi các bạn, đầu lớp 6 cô Kim Anh đã nghỉ học. Và cái bươn trải 12 tuổi ngoài đời để đến khi là thành lập gia đình. Và cái sự kinh doanh trong cái nền kinh tế cũng bao nhiêu lần vấp phải rất nhiều. Có một năm 26 tuổi, tôi đã, trong đó là hai đứa con và một, xin lỗi, có bầu em bé thứ ba. Nhà bị xiếc, bạn cứ buôn bán rất lớn, nhưng mà cũng vì cái tin người không còn một gì trong tay, xe cũng bị họ xiết. Khi đó là cuộc đời còn quay về đâu, chỉ có mà chết mà thôi. Nhưng mà được sự động viên của chồng, em ơi, người đời của ta có là có tất cả. Và các bạn biết hôm nay đứng trên đây tôi 5 đứa con, các bạn thấy ớn không? 32 tuổi đã 5 đứa con vào Nam sinh sống 14 năm, vào Đức Bình, Sài Gòn và Bình Dương 14 năm. Và cái học, nếu mà mình vấp suy nghĩ không có được cái cẩn rặng và thì không có được ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi là một tổng giám đốc công ty, điều hành 6 chi nhánh, một công ty và 6 chi nhánh, 500 nhân viên. Chưa được một lần đi học từ khi làm về ngành bất động sản, vì lý do công việc nó chồng chất. Nhưng có được cái gì? Thứ nhất, học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe chia sẻ và lên mạng, và ai nói gì mình cũng lắng nghe. Cái gì đúng thì mình học bằng cái sự thông minh cũng như cái kinh nghiệm của mình. Và ngày hôm nay thì từ cải chính, kế toán, marketing, chiến lược, vân vân, tức tật tật, một mình cô anh Kim Anh làm. Và cái đó là một cái mình, cái sự cố gắng là không bao giờ mình thất bại. Và cũng được cái sự thực tình ra mà nói với, đối với Phật Pháp thì mình sống tốt, thì được trời Phật thương và cho mình được cái sáng suốt, một cái nhiệm màu. Được như ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng được cái phần nhiệm màu của trời Phật thương vì mình sống tốt. Và trong nhiều năm qua, cái mơ ước của Kim Anh từ nhỏ là luôn luôn chia sẻ cộng đồng xã hội, nhất là đặc biệt các em học sinh có hoàn cảnh như mình. Thì đến hôm nay đã được cái tòa nguyện được nhiều năm qua, được cho thị trường bất động sản kinh tế khó khăn, mà bất động sản Kim Oanh và cái sự phát triển Kim Oanh ngày một lớn mạnh. Và vui nhất rằng là được 500 nhân viên rất nhiệt tình và cống hiến, cũng như thương yêu nhau để đùm bọc. Thì hy vọng rằng hôm nay cô Kim Anh chia sẻ đây, mong rằng các em học sinh đừng ngại vượt khó, đừng khi vấp ngã chúng ta phải đứng lên, không nản chí. Và được như ngày hôm nay thì hy vọng rằng không phải là ta đứng đây, mà các bạn đến khi vô cái website Kim Anh
thì chắc cũng hiểu được một số, và có những cái địa hoạt động xã hội viết về sơ của cuộc đời của Kim Oanh chỉ trong đó một phần, thì mong rằng các bạn hiểu thêm. Và sau khi các bạn học và ra trường thì tôi mong rằng nếu các bạn học ngành kinh tế và mà nếu muốn vào làm với môi trường gia đình Kim Oanh thì cứ vào. Thậm chí giờ các bạn chưa ra trường, nếu các bạn muốn cần cái chia sẻ kỹ năng về cái những cái kinh doanh hoặc cái trên nền tệ thì cũng cô Kim Oanh cũng có một cái chương trình giảng dạy hàng năm và hàng tháng, thì hy vọng các bạn là vào website Kim Oanh. Và một lần nữa cũng cảm ơn quý thầy đã cho Kim Oanh chia sẻ ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến, buổi lễ trao học bổng ươm mầm trí tuệ lần thứ hai do chùa Hoằng Pháp tổ chức đến đây cũng đã thành công tốt đẹp. Chúng con thành kính tri ân sự hiện diện và tham dự của hiện tiền chư tôn thiền đức tăng trong ban tổ chức. Kính chúc quý ngài pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý Phật tử có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi cũng thành tâm cảm ơn sự đóng góp của các nhà cấp cô độc, những tấm lòng vàng của quý thiện nam tín nữ Phật tử, những người đã đồng hành cùng chương trình để gây quỹ học bổng. Chúng tôi cũng không quên tri ân sự có mặt của quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên về tham dự buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có được sức khỏe dồi dào, vạn sự kiết tường như ý và luôn sống trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật.
tươi.